lời tiên tri chính xác 100%, gọi tên hai con giáp, mua ngay hai két sắt đựng tiền, trúng số độc đắc, đổi đời giàu sang, vàng chất đầy nhà. Quý vị thân mến, nhiều người tự hỏi rằng tại sao mình chăm chỉ, cố gắng như vậy mà nghèo vẫn hoàn nghèo, cơm lo từng bữa, thiếu thốn đủ đường. Và họ thầm trách ông trời ban cho số phận hẩm hiu. Nhưng nhờ vậy, họ mới tìm được những ngày tháng tốt đẹp trong tương lai. Vì vậy, bạn đừng nản lòng mà bỏ cuộc giữa chừng. Trong số 12 con giáp, có 2 con giáp căn số phú quý đặc biệt này, trời sinh mệnh lý đắc tài phú. Số này định rằng khi còn trẻ phải chịu nhiều khó khăn, khổ cực, túng thiếu, thậm chí là bất công, chèn ép của xã hội. Nhưng từ năm 2023 trở đi, cuộc sống của họ sẽ suôn sẻ, hanh thông hơn rất nhiều. Đường quan lộc hanh thông, tiền bạc ùn ùn kéo đến, thêm một tuổi lại sung túc, dư giả thêm một phần, càng già càng giàu có. Đến năm 2023, hai con giáp này sẽ có được cuộc sống đầy đủ, viên mãn, sung túc, 10 phân vẹn 10. Vậy hai con giáp khổ trước sướng sau, may mắn hết phần thiên hạ đó là ai? Cụ thể là những người tuổi nào? Năm bao nhiêu tuổi thì họ sẽ đạt đỉnh cao vinh hoa phú quý, tiền bạc phù phê? Để biết được mình có thuộc một trong số hai con giáp này hay không, xin mời quý vị đi tìm hiểu với kênh Lộc Phát Tử Vi nhé! Thần đồng tiên tri Ấn Độ gọi tên tuổi Thân là con giáp khổ trước sướng sau, càng khổ càng giàu có, tiền vàng ngập két. Người tuổi Thân trong tứ trụ có Sửu Thổ nắm giữ mệnh cách của Thân Kim. Kim được thổ trường sinh, nhờ đó mà cả đời được hưởng an lành, hạnh phúc. Nếu được người thân và bạn bè giúp đỡ thì càng có thể phát triển năng lực của bản thân. Sự nghiệp ngày càng thăng hoa rực rỡ, tài lộc đầy nhà, cả đời được người người nể trọng. Người sinh năm Thân đầu óc lanh lợi, linh hoạt, cơ trí hơn người. Họ có năng lực giải quyết vấn đề khá tốt, cũng rất muốn thể hiện năng lực của bản thân. Đây là người có tố chất lãnh đạo, cũng có tài năng về nhiều phương diện. Họ toàn tâm, toàn ý, tập trung cho sự nghiệp, nên có thể không mấy quan tâm đến lợi lộc mình nhận được. Trong suy nghĩ của họ, tất cả đều không quá quan trọng, song điều đó lại thường khiến họ nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Họ chỉ muốn tự dựa vào sức của mình để giành lấy thành công, không ưa luồn cúi, xu nịnh, bỡ đỡ kẻ khác. Vì thế dù có rơi vào đường cùng, cũng không chịu cúi đầu. Người này biết cách nắm bắt thời cơ để tự tạo tài lộc cho mình. Họ là người phóng khoáng, vì thế mà có tiền trong tay thường khó có thể tiết kiệm, cần một người ở bên giữ tiền cho mình. Ưu điểm là tài trí hơn người, tư duy xuất chúng, khả năng hành động tốt, phản ứng nhanh nhạy. Người này khá hiếu thắng, song bản chất là người tốt, có tinh thần trượng nghĩa, biết nắm bắt thời cơ hành động. Đây là người có tài ăn nói, giỏi đoán ý người, là bậc thầy về nghệ thuật xã giao, có thể nhanh chóng làm quen và trở thành bạn bè với người lạ. Có điều họ thích tự do và không thích bị người khác khống chế, đam mê theo đuổi những thứ mới lạ. Thông minh, tài trí, có khả năng sáng tạo cao, có tài thuyết phục người khác, cũng rất thích thể hiện năng lực của bản thân. Họ cực kỳ thích hợp theo những nghề mang tính chất biểu diễn hay quảng cáo bán hàng. Tử vi tuổi Thân năm 2023 được đánh giá là khá bình lặng, ít sóng to gió lớn so với tử vi tuổi Thân năm 2022. Dường như bạn tìm ra được hướng đi mới để bứt phá nên chỉ có thể tiếp tục những công việc đã quá quen thuộc từ trước đến nay. Đường số cần chú ý tập trung cho nhiệm vụ của mình, chớ nên lơ là ở cả những công việc mình đã quen tay. Trong quá trình trao đổi, hợp tác với đồng nghiệp, bạn cũng nên hạ cái tôi của mình xuống để có thể lắng nghe ý kiến của mọi người. Còn nếu khăng khăng làm theo ý mình, bạn dễ vướng phải các lỗi sai. Chưa có thay đổi gì đáng kể, bạn chủ yếu duy trì được các nguồn thu của mình. Nhưng nếu không cố gắng thì có thể trở nên thụt lùi nếu so sánh với các đối thủ. Hơn nữa, năm nay có thể xảy ra sự cố bất ngờ cần dùng đến tiền. Khuyên con giáp này nên tiêu xài đúng mực, chú ý để dành một khoản tiền tiết kiệm, phòng khi khẩn cấp. Tình duyên khó như ý do chịu sự ảnh hưởng của nhiều hung tinh. Vợ chồng bạn thiếu sự đồng cảm, sẻ chia nên dễ nghi kỵ, mâu thuẫn nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Nếu ai cũng giữ cái tôi của mình, không chịu xuống nước làm hòa thì rất dễ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện, phá vỡ hạnh phúc. Dù không mắc bệnh tật nghiêm trọng, nhưng tai nạn hay bất trắc, bất ngờ có thể ập tới. Theo đó, tuổi Thân nên đi đứng cẩn trọng, hạn chế đi xa vào các tháng tương xung bản mệnh. Như thế mới tránh được xui xẻo không đáng có.
Căn cứ vào hệ thống sao chiếu mạng và mối tương quan giữa đường số và lưu niên, Lộc Phát Tử Vi xin đưa ra nhận định hung cát cho tuổi Thân ở các phương diện cuộc sống năm 2023 như sau. Người tuổi Thân bước vào năm giữa tam tai nên sự nghiệp nhìn chung không có bước tiến triển rõ ràng. Bạn cần nhắc nhở mình cố gắng vươn lên, chớ đầu hàng nghịch cảnh hoặc tạm dừng những kế hoạch của bản thân, vì đến khi bắt đầu lại, bạn sẽ còn gặp phải nhiều trở ngại hơn. Năm 2023 này, quan hệ của bản mệnh với bạn bè đối tác không thực sự hài hòa. Đôi bên không những mâu thuẫn với nhau vì quan điểm đối lập, mà còn vì lợi ích. Khuyên bạn đừng quá tham lam, nghĩ đến việc giành giật công lao của người khác. Song bạn cũng chớ nên quá hiền lành nhu nhược để người khác chiếm mất cái lợi của mình. Trong quá trình làm việc chung, bạn cần hạ cái tôi của mình xuống và trao đổi với mọi người xung quanh nhiều hơn, chớ nên khăng khăng làm mọi việc theo ý mình. Nếu biết phát huy sức mạnh của tập thể, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn. Còn nếu tập thể chia rẽ, ai làm việc của người ấy thì dù có tài giỏi đến đâu, bạn cũng không thể một mình đương đầu hết với mọi vấn đề. Vì công việc khó đạt được bước tiến lên nên bản mệnh cần tập trung củng cố vị thế của mình. Hãy làm thật tốt các nhiệm vụ được phân công, dù là công việc quen thuộc đi nữa cũng chớ nên lơ là, vì lơ là thì dễ để lại những hậu quả đáng tiếc. Nếu bạn không ngừng cố gắng thì đến một lúc nào đó sẽ lọt vào mắt của quý nhân. Hơn nữa năm nay cũng không chỉ toàn là những điều bất trắc. Có một vài thời điểm trong năm, các tinh tử vi xuất hiện đem tới cho bạn những cơ hội quý giá. Bản mệnh cần có con mắt tình đời để nhanh chóng phát hiện và nắm bắt các thời cơ. Thậm chí dù chưa được thăng chức đi nữa thì bạn vẫn có cơ hội được tăng lương thưởng nóng. Tình hình tài chính của những người tuổi Thân cũng không có nhiều biến động trong năm 2023 này. Hoặc dù có tăng trưởng cũng là tăng trưởng nhẹ, có thể chưa đạt được mục tiêu mà bạn đã đặt ra từ trước. Với người làm công ăn lương, thái độ làm việc chưa thực sự nhiệt tình, hơn nữa lại thường xuyên mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến bạn khó có thể được lãnh đạo đánh giá cao. Tuy nhiên, nếu biết thay đổi cách hành xử của mình và tập trung hơn vào nhiệm vụ, thì đến cuối năm, bạn vẫn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng khá. Chuyện làm ăn kinh doanh tiến triển đều đều, nhưng nếu so với đối thủ thì bạn có thể trở thành người thụt lùi. Khuyên con giáp này nên nhanh chóng đánh giá lại tình hình thị trường, tìm ra phương hướng phát triển phù hợp với bản thân, không thể mãi dậm chân ở những lĩnh vực quen thuộc. Các dự án đầu tư kinh doanh quy mô lớn cũng có thể chưa thu được lời lãi ngay lập tức trong thời điểm này. Bạn cần có con mắt tinh đời để nhận ra đâu là điểm mình cần phải thay đổi, đâu là ưu thế mà mình cần phải kiên trì giữ vững. Biết phát huy ưu điểm, bạn sẽ dần vượt lên trên đối thủ và khẳng định được vị thế của mình. Chuyện chi tiêu cũng cần hết sức chú ý trong năm nay. Do có hung tinh kiếp sát tác động, con giáp này dễ vướng phải rắc rối cần phải sử dụng tiền ngay lập tức. Vì thế trong việc chi tiêu cho đời sống hàng ngày, bạn cần phải cân nhắc sử dụng tiền bạc hợp lý, chớ vung tay quá chán rồi cuối cùng, khi chuyện cấp bách xảy ra lại phải chạy vậy, nợ nần người khác. Phương diện tình duyên chịu ảnh hưởng của cục diện tự hình nên cũng khó lòng khởi sắc. Có đôi lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản với cuộc sống của mình. Quan hệ vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn, trục trặc bởi đôi bên có những quan điểm bất đồng. Vì ai cũng đề cao quan điểm của cá nhân nên chẳng thể nghe lọt tai ý kiến của người còn lại. Nếu không chú ý hàn gắn, cả hai sẽ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện. Con giáp này cần xác định được điều gì là quan trọng nhất với mình. Là lòng tự trọng hay là quan hệ với vợ chồng con cái? Hãy cân nhắc kỹ trước khi hành xử hoặc nói năng để tránh gây tổn thương cho những người thân yêu nhất. Với người còn độc thân, dường như bạn chưa sẵn sàng mở cửa trái tim cho người khác. Bạn sợ hãi những tổn thương quá khứ sẽ lặp lại trong tương lai, nên vẫn cứ mãi tiếp tục đời sống độc thân. Nhưng như vậy lại khiến bạn vô tình bỏ lỡ những cơ hội được tận hưởng hạnh phúc. Bạn nên có cái nhìn tích cực hơn về chuyện tình cảm và về mọi người xung quanh mình. Hãy dũng cảm cho một người nào đó cơ hội, có thể đối phương sẽ là người giúp bạn bước qua quá khứ. Do tác động của hung tinh nên người tuổi Thân cũng cần phải giữ gìn sức khỏe của mình. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, bạn cần giữ đầu óc tỉnh táo, tránh làm việc khi mệt mỏi, kẻo dễ gây ra tai nạn đáng tiếc, thậm chí phải mổ xẻ chạy chữa. Cuộc sống có nhiều áp lực, bản mệnh cần phải giải tỏa bằng cách tâm sự với những người thân thiết, đáng tin cậy hoặc tham gia vào các hoạt động thể thao, giải trí, hoạt động tập thể. Bạn không nên giữ mọi chuyện trong lòng, khiến bản thân ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng cần giữ gìn sức khỏe, duy trì một lối sống lành mạnh.
Ở độ tuổi nào đi chăng nữa, bạn cũng không nên làm việc quá sức, đến khi đổ bệnh rồi lại phải tốn công, tốn tiền chữa trị. Vậy tuổi Thân sinh vào ngày nào thì được thần tài chỉ đích danh giàu sang sung sướng năm 2023 này? Hãy cùng kênh Lộc Phát Tử Vi tìm hiểu quý vị nhé! Thứ nhất là người sinh vào ngày 17 âm lịch. Theo tử vi, những người có ngày sinh âm lịch vào ngày 17 được cho là cuộc đời hưởng vận số tốt lành. Trời sinh những người này sở hữu tính cách chân thành, tốt bụng, năng lực vượt trội lại có chí tiến thủ, nên vô luận thế nào cũng sẽ phú quý hơn người. Họ thường tràn đầy năng lượng, giàu nhiệt huyết. Ngay từ khi còn nhỏ, những người này đã bộc lộ tố chất ham học, học giỏi, chỉ cần thấy cái gì hứng thú là có thể nghiên cứu đến cùng. Họ cũng có lập trường vững vàng, ý chí mạnh mẽ. Vì vậy, sau những khó khăn, thất bại, họ sẽ đạt được mục tiêu mà mình đề ra. Trong cuộc sống, mệnh số của họ vô cùng hanh thông, phúc khí ngập tràn, quý nhân phù trợ. Thời trẻ họ cũng phải trải qua không ít gian truân và sóng gió, nhưng đó đều là bước đà để họ rèn luyện bản thân, đồng thời nhận về những gì xứng đáng. Bởi vậy, dù xuất thân nghèo khổ, khó khăn mấy thì sau này cũng có thể phất lên. Hơn nữa, người này còn có thái độ làm người chính trực, lạc quan và tươi sáng. Đặc biệt là khả năng giao tiếp xã hội khéo léo, nên nhân duyên khá tốt, lại thêm tư duy đặc biệt sắc bén, cá tính hơn người khác, nhất là khả năng nhìn nhận, đánh giá và nắm bắt vấn đề nhanh chóng giúp họ sở hữu kỹ năng tổ chức và quản lý tuyệt vời. Tất cả những điểm mạnh đó đã giúp người tuổi này có được sự nổi trội hơn người bên cạnh. Và năm 2023 tới đây sẽ là thời điểm để người này tỏa sáng, bùng hết tài năng, giành lấy cho mình những điều xứng đáng. Có thể vẫn có những thách thức khiến người này phải lo lắng, nhưng thành công vốn không hề đến một cách dễ dàng. Chỉ cần đủ quyết tâm và kiên trì, thì năm Quý Mão, người này hoàn toàn có thể hoàn thành được mục tiêu lớn nhất của mình. Cuộc sống từ đây bước sang trang mới, rất đáng tự hào về bản thân. Thứ hai là người sinh ngày 19 âm lịch. Xem bói ngày sinh, người sinh vào ngày 19 âm lịch được dự báo sẽ có bước tiến vượt bậc, đặc biệt là về phương diện tài chính trong năm Quý Mão 2023. Họ là những người có tính cách thận trọng, làm gì cũng nhìn trước ngó sau, tính toán cẩn thận rồi mới hành động. Người này nắm chắc từng chi tiết trong công việc, nên rất ít khi mắc sai sót. Đôi khi có thể bị đánh giá là chậm chạp và rườm rà, nhưng thực tế đã chứng minh cẩn tắc vô áy náy. Họ cũng tránh được rất nhiều rắc rối nhờ cái tính đó của mình. Chưa kể đa phần họ đều là những người cầu tiến, họ không ngừng học tập, trau dồi kiến thức để thành công hơn trong công việc. Mặc dù trong thời gian khởi nghiệp, họ có thể gặp nhiều khó khăn, va vấp, tuy nhiên điều này không làm họ nản lòng nhụt chí. Thời gian trôi qua, người sinh vào ngày 19 âm lịch sẽ sớm vươn lên vị trí cao hơn trong công việc. Và chẳng cần phải chờ đợi quá lâu, những gì người này mong đợi có thể sẽ tới ngay trong năm 2023. Được quý nhân phù trợ, người sinh vào ngày này âm lịch làm đâu gạt đấy. Nhờ có năng lực xuất sắc nên họ cũng vượng đường thăng tiến. Người làm kinh doanh có thể trở thành ông bà chủ lớn, đạt được nhiều bước nhảy vọt trong sự nghiệp. Họ sống độc lập chứ không dựa dẫm vào ai. Mọi thành công đến với họ đều xứng đáng. Sinh ra được trời Phật phù hộ, cộng với bản lĩnh tự thân luôn vươn lên nên sự nghiệp của người này càng thêm suôn sẻ. Họ là những người đạt được nhiều điều lớn lao. Được sự phù trợ của vận khí nên số mệnh đạt được một cuộc sống rực rỡ, hưởng cuộc sống giàu sang. Thứ ba là người sinh vào ngày 24 âm lịch. Cũng nằm trong danh sách ngày sinh âm lịch giàu sang năm 2023, còn có ngày 24 âm lịch. Theo tử vi, những người sinh vào ngày 24 âm lịch thường là người độc lập, tự chủ. Đôi khi họ cũng tỏ ra bảo thủ nhưng đó là bởi vì họ luôn tin tưởng vào lựa chọn của bản thân mình. Người này đặc biệt kiên trì trước mỗi khó khăn, không nản lòng nhụt chí. Họ không ngừng tìm kiếm cơ hội, thể hiện khả năng và cố gắng vươn lên trong công việc. Dù là nam hay nữ sinh vào ngày 24 âm lịch, đều sinh ra đã có năng lực mạnh mẽ, có tính tình lạc quan yêu đời, luôn dùng tâm thế thoải mái để đối mặt với mọi khó khăn, thử thách. Nhờ vậy mà cuộc sống đơn giản hơn những người khác. Chính nhờ nguồn động lực cao và tràn đầy năng lượng đó, dù có tham gia vào ngành nào, họ cũng có thể có được chỗ đứng vững chắc trong ngành và trở thành người dẫn đầu. Bước sang năm 2023, người này sẽ càng chứng minh mình là người có phúc khí dồi dào khi có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Họ có thể sẽ nhận được những công việc mới, dự án mới. Những người làm kinh doanh có thể trở thành ông hay bà chủ lớn. Tuy nhiên đôi khi bản mệnh có một chút do dự
nghi ngờ, nên cũng dễ để vượt mất thời cơ. Lời khuyên dành cho những người sinh vào ngày này âm lịch là cần quyết đoán hơn để tận dụng các cơ hội đến với mình, từ đó nhanh chóng tăng thêm thu nhập. Quý vị thân mến, mỗi một năm sinh sẽ mang đến cho vận mệnh của mỗi người trong một năm là khác nhau. Vận may khác nhau và vận hạn cũng khác nhau. Hãy cùng xem tuổi thân theo năm sinh âm lịch khác nhau trong năm 2023 sẽ gặp vận may như thế nào nhé. 1. Tử vi năm 2023, tuổi thân sinh năm 1956. So với năm ngoái, sang năm 2023 này, vận khí có phần bình ổn, ít biến động hơn nên người tuổi Bính Thân cũng sẽ đón một năm khá yên bình, ít xáo trộn trong cuộc sống thường ngày. Bước sang tuổi 68, đường số có xu hướng sống buông bỏ phiền não để vui sống tuổi già. Sẽ có một vài mâu thuẫn hay xung đột nhỏ trong gia đình, nhưng đa phần đều được giải quyết nhanh chóng, nên gia đạo khá hài hòa, bản mệnh ít phải phiền muộn. Có điều sức khỏe có dấu hiệu giảm sút rõ rệt. Tuổi Bính Thân nên dành thời gian nghỉ ngơi và tập luyện thể thao nhẹ nhàng để duy trì thể trạng tốt, hạn chế đau ốm mỗi khi trái gió trở trời. 2. Tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Người tuổi Thân sinh năm 1968 trải qua một năm 2023 không có quá nhiều biến động. Bản mệnh chủ yếu tập trung hoàn thành tốt cho công việc của mình, không tham gia quá nhiều vào các cuộc tranh chấp, nên có thể giữ được quan hệ hòa hảo với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, nếu muốn kiếm thêm thu nhập để cải thiện đời sống gia đình, bạn không thể tiếp tục mãi với những gì mình đang có hiện giờ. Đôi lúc bạn cần phải dũng cảm thử sức mình. Rất có thể sau đó bạn sẽ trở thành người dẫn đầu xu hướng. Trong gia đình, vợ chồng cần nhường nhịn nhau nhiều hơn. Không nên đề cao bản thân, bắt nửa kia phải nghe theo mọi sự chỉ đạo của mình. Khi tham gia các hoạt động xã giao, bạn cần phải nhớ giữ khoảng cách với các đối tượng khác giới. 3. Xem tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Nếu sinh năm 1980, bạn sẽ trải qua khá nhiều thử thách trong năm 2023. Ở môi trường công sở luôn có những đồng nghiệp xấu tính muốn tranh giành cướp công lao của bạn. Vì thế mà bạn cần phải tập trung với nhiệm vụ của mình, chớ cả tin nghe theo lời của bất cứ ai. Phương diện tiền bạc không có bước phát triển nào đáng kể, thậm chí bạn dần đánh mất lợi thế cạnh tranh của mình. Đây là thời điểm bạn phải cố gắng hết sức, chứ đừng vì thấy khó khăn mà bỏ dở giữa chừng. Cũng may trong gia đình, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia vẫn khá bình ổn. Nếu có thời gian rảnh rỗi, hai người nên hâm nóng tình cảm, chớ để cho tình yêu dần dần nguội lạnh, đôi bên thờ ơ, ai làm việc của người ấy. 4. Tử vi tuổi Thân cho người sinh năm 1992. Người tuổi Thân sinh năm 1992 còn khá trẻ tuổi, vì thế bạn nên sẵn sàng cho những thách thức sẽ xảy đến trong năm 2023 này. Cạnh tranh trong công việc là yếu tố thúc đẩy bạn tiến về phía trước. Đây là lúc bạn cần tìm ra và phát triển các thế mạnh của mình. Vì tiền bạc không có nhiều biến chuyển đáng kể nên bạn cần hạn chế việc chi tiêu mua sắm. Bản mệnh nên có cách sử dụng đồng tiền hợp lý, không vì có tiền mà phung phí, đến khi có việc cần kíp thì lại không có khoản dự phòng. Phương diện tình cảm khá ảm đạm vì vợ chồng bạn còn trẻ nên thiếu bao dung cho nhau, thậm chí những bất đồng nhỏ nhỏ cũng khiến cho đôi bên bất mãn với nhau. Hai người nên học cách đặt mình vào vị trí của đối phương. Vâng thưa quý vị, nhận định chung về tử vi tuổi Thân năm 2023 có dấu hiệu tăng trưởng nhẹ so với năm trước, nhưng để có được sự phát triển bùng nổ, e rằng đương số vẫn phải nỗ lực chờ thời. Công việc không gặp quá nhiều khó khăn hay thách thức, nhưng kèm với đó chưa thấy tín hiệu khởi sắc rõ rệt. Đương số vừa làm, vừa trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm cũng như tay nghề. Đợi tới lúc thời cơ chín muồi, có thể thừa thắng mà xông lên, hứa hẹn sẽ gặt hái thành quả tốt. Nhưng trước đó hãy học cách khiêm tốn và kiên trì với mục tiêu đã đề ra. Nếu chỉ làm cho có lệ hoặc làm việc tùy hứng, e rằng sớm muộn gì bạn cũng sẽ phải bỏ cuộc giữa chừng. Phương diện tiền bạc có vào có ra nhưng biến động không quá mạnh. Bản mệnh vẫn cần làm chủ sự cân đối về tài chính, nên hiếm khi nào chịu cảnh nợ nần. Nếu có thể, hãy nghĩ tới một số kênh đầu tư trước nay bạn chưa từng tìm hiểu để khai mở điều mới lạ. Biết đâu bạn sẽ tìm được kênh phù hợp giúp gà đẻ trứng vàng, thúc đẩy tài lộc dồi dào. Lời tiên tri gọi tên tuổi Dậu là con giáp được ơn trên đỡ đần, đang cơn nợ nần, bất ngờ gặp thời, phất lên như diều gặp gió. Bao nhiêu khó khăn đều được thay thế bằng giàu có, sung túc và thuận lợi. Giới tử vi chiêm tinh huyền học đồng nhất khẳng định rằng
Năm 2023 là thời điểm những ấp ủ bao lâu nay của tuổi Dậu đã đến ngày vươn mình thành mầm xanh và cho ra trái ngọt ngay từ đầu năm 2023. Cuộc đời của tuổi Dậu chia ra làm hai nửa, một nửa của sự vất vả, chuyên chuyên, một nửa của sự thăng hoa rực rỡ. Hai nửa này có đường ngăn cách, chính là hai nửa của năm 2023. Năm 2020 đến năm 2022 là lúc họ đi qua tất cả các màn thử lửa khốc liệt nhất của số mệnh. Sẽ có vô số khó khăn chồng chất đè lên tuổi Dậu. Sẽ có những người trượt ra khỏi đường ray của vận trình, lùi lại phía sau, nhưng cũng có người cán đích thành công vào năm 2023. Khoảnh khắc của sự thịnh vượng và phát triển thăng hoa. Tôi không biết vì sao bạn nghe được lá số này, nhưng nếu đã hữu duyên được biết đến bí mật này thì hẳn bạn sẽ là con giáp lội ngược dòng, tạo nên nghiệp lớn thành công nhất năm 2023 đấy nhé. Người tuổi Dậu bản tính lanh lợi, hoạt bát. Bạn thông minh và là người khá sôi nổi, hăng hái tham gia các hoạt động xã hội. Được bạn bè và người thân giúp đỡ, con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu khá thuận lợi bằng phẳng. Cộng thêm thời trai trẻ chăm chỉ làm việc, gây dựng cơ nghiệp sẽ giúp bạn có nền tảng kinh tế vững chắc, tuổi già an nhàn thành thơi hưởng phúc thái bình. Xét chung về người tuổi Dậu thì đây là người thành thực cơ trí nhưng hiền lương, sôi nổi, hoạt ngôn. Có thể thoải mái kết bạn, giỏi xã giao. Họ may mắn được quý nhân nâng đỡ, giúp cho hoàn thành chí lớn. Đây là người giàu tham vọng, túc trí đa mưu, song con đường mà họ chọn luôn quang minh chính đại, không chịu luồn cúi hay làm chuyện xấu xa. Tuy nhiên người này tính tình có phần thất thường, nhanh nóng mà cũng nhanh lạnh, nhanh thích mà cũng nhanh chán. Đó có thể là điểm yếu chí mạng của người tuổi Dậu mà bạn cần hết sức lưu ý nhé. Vốn thông minh nhanh nhẹn, ham học hỏi, lại chẳng ngại gian khổ hay ngại đi lại xa xôi, bạn có rất nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai. Họ là người làm việc có kế hoạch, cũng có khả năng xử lý vấn đề khá tốt, song lại không chịu được công việc nào đơn điệu và đòi hỏi cứng nhắc. Con giáp này có con đường sự nghiệp khá rộng mở, có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Có điều, đôi lúc người này vẫn tự đặt cho mình những mục tiêu quá lớn và khó lòng thực hiện nổi, nên không tránh khỏi thất bại. Vận tài lộc khá tốt, thu nhập ổn định, song nên chú ý tích lũy tiền bạc, đừng quá vui mừng mà thoải mái tiêu xài. Nếu không biết tiết kiệm thì tiền núi rồi cũng hết. Có kế hoạch đầu tư kinh doanh hay mua bán cổ phiếu thì cần cân nhắc kỹ, xem xét phần thắng được bao nhiêu, không nên vội vàng dốc hết của cải mình có ra, đầu tư vào một chỗ. Ưu điểm là người này hành sự khá trầm ổn, có thể tin cậy được. Họ có chí hướng cao xa, đầu óc tư duy nhanh nhạy, tính tình có phần nóng vội, thích ăn diện, có phần hơi phù phiếm. Người tuổi Dậu rất giỏi xã giao, nhân duyên tốt, được quý nhân phù trợ, có ý chí và quyết tâm khá lớn, cũng tự tin vào bản thân mình. Tuổi Dậu giỏi ăn nói và có rất nhiều bạn bè, có khả năng hùng biện và thuyết phục người khác. Đây là người khá nhạy cảm về màu sắc, có tài năng thiên bẩm về nghệ thuật. Họ không sợ cường quyền, sẵn sàng lên tiếng bảo vệ cho chính nghĩa, không chịu im lặng trước bất công. Họ thích khen ngợi người khác, cũng rất thích được người khác tán thưởng ngưỡng mộ, ghét những người xuề xòa quá mức. Để đánh giá về ưu điểm thì họ là người sôi nổi, hoạt bát, dũng cảm, kiên cường, túc trí đa mưu, chuyên tâm như nhất, chăm chỉ cần cù, tràn đầy nhiệt huyết. Tính cách có phần hiếu thắng, không bao giờ muốn mình tụt lại phía sau, nên họ luôn tự nhắc nhở mình phải phấn đấu không ngừng. Họ có tinh thần trách nhiệm cao, luôn hết mình vì công việc, ghét những kẻ đi làm mà lông bông không tập trung. Người tuổi Dậu có sức sáng tạo khá lớn, có tầm nhìn xa, nhạy bén với thời cuộc, cũng luôn cố gắng phấn đấu hơn người. Họ nhận biết được xu hướng phát triển của tương lai, lên kế hoạch kỹ càng chi tiết để thực hiện. Các ý tưởng họ đưa ra đều khá độc đáo và mới mẻ, cộng thêm khả năng xử lý công việc linh hoạt và tư duy logic nên khả năng thành công khá cao. Nếu phát hiện ra đó là công việc không có tính thách thức và không có khả năng phát triển thì họ không chút ngần ngại mà bỏ đi tìm việc mới. Dù có phải ép mình chui trong phiền phức, họ sẽ làm nên sự nghiệp, tận dụng mọi cơ hội để thoát khỏi nghịch cảnh, dám vứt bỏ lợi ích trước mắt để có được cái lợi lâu dài. Khả năng thành công của người tuổi Dậu là rất cao. Họ sẽ có sự nghiệp khá lẫy lừng, nhưng đôi khi không lựa sức mình mà đưa ra những kế hoạch quá tầm, khó lòng thực hiện nên không tránh khỏi thất bại. Người tuổi Dậu từ khi còn nhỏ đã nuôi dưỡng lý tưởng cao xa, tham vọng to lớn. Vận thế tài lộc của người này khá ổn. Cứ mỗi khi túng thiếu hay khó khăn
là tự nhiên lại có cơ hội kiếm tiền đến với họ. May mắn thoát khỏi nguy nan. Song tuy có thu nhập ổn định, người tuổi Dậu vẫn mong muốn một ngày tự mình lập nghiệp. Nhờ có tầm nhìn xa trông rộng nên cuối cùng họ cũng thực hiện được ước mơ của mình và thu được nguồn lợi không tồi. Có điều nên chú ý một điều, đừng mải mê kiếm tiền, háo hức tiêu tiền mà không nghĩ tới chuyện tích lũy lâu dài. Dù có muốn đầu tư sinh lời thì cũng phải tìm hiểu kỹ càng, cân nhắc lợi hại mới có thể quyết định. Mua bán cổ phiếu khá mạo hiểm, không nên nóng vội. Tổng quan vận trình tuổi Dậu năm 2023 theo lời tiên tri của thần đồng Ấn Độ. Đứng thứ nhất trong danh sách những con giáp phát tài thịnh vượng năm 2023, năm Quý Mão, đó chính là tuổi Dậu. Thời điểm này, người tuổi Dậu được nhiều cát tinh chiếu mạng, giúp nâng đỡ vận mệnh, gia tăng thêm nhiều vận khí tốt lành, tài lộc thịnh vượng hơn trước gấp nhiều lần. Dù làm nghề tay trái hay nghề tay phải, thì theo tử vi năm 2023, công việc của người tuổi Dậu đều gặp thuận lợi, có thêm quý nhân giúp đỡ, nên có khó khăn hay trở ngại cũng sớm được giải quyết êm đẹp. Con đường làm giàu của người tuổi Dậu có phần thanh thang rộng mở hơn trước, xuất hiện nhiều cơ hội bất ngờ. Chính vì vậy mà tuổi Dậu có thêm nhiều nguồn thu nhập hơn, nguồn nào cũng gia tăng nên tiền bạc càng rủng rỉnh. Tử vi năm 2023 của 12 con giáp cho hay, con giáp thứ 10 tức người tuổi Dậu dù làm chủ, nhà đầu tư hay người làm công ăn lương đều đạt được mục tiêu tiền bạc, tài chính hơn cả sự mong đợi, đặc biệt là những người tự làm ăn kinh doanh. Nên tự tin vào bản thân để nắm bắt được cơ hội đúng lúc, không nên chần chừ kẻo rơi cơ hội vào tay kẻ khác. Cụ thể năm 2023, tuổi Dậu có 4 tin vui, mang về nhiều thắng lợi lớn khiến người khác ghen tị. Theo danh sách những vận may của 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dậu sẽ có 4 tin vui trong năm mới này. Thứ nhất là dịch mã cát tinh vào cung quan lộc, thúc đẩy tài vận tiền bạc của tuổi Dậu. Trong tử vi, dịch mã được ví như mặt trời ban trưa, thúc đẩy cả vận may sự nghiệp và công việc dù bạn làm bất cứ công việc gì đi nữa. Thứ hai là cung hôn nhân vượng. Người độc thân thì thoát ế, thậm chí là hỷ sự, dễ thu hút được sự chú ý của người khác phái. Người có gia đình thì tình cảm mặn nồng, năm nay sẽ có thêm thành viên mới trong gia đình. Thứ ba là năm nay kim sinh thủy, vượng nhân duyên, ăn nói, ngoại giao, đại cát đại lợi, thúc đẩy các mối quan hệ phát triển, hóa thù thành bạn, nên những ai làm công việc liên quan đến ngoại giao cực kỳ thuận lợi. Thứ tư là thọ cung của tuổi Dậu, gặp được thiên y quý nhân sẽ giúp hóa giải tai ương, tránh được những tai họa bất ngờ. Người có bệnh cũ nếu tích cực trị liệu sẽ chóng khỏi. Năm nay tuổi Dậu tránh được nhiều họa lớn, sức khỏe bình an vô sự. Tuy nhiên gặp đúng năm xung trực diện với tuổi, người tuổi Dậu khó tránh khỏi sự mệt mỏi về tinh thần, những khó khăn về đời sống vật chất. Trong năm đương số tự lo làm lo ăn, ít được quý nhân tương trợ, hành sự dễ gặp trục trặc, mưu sự lớn khó thuận, nên dành thời gian rèn giũa bản thân, nâng cao giá trị trong tập thể, chờ thời cơ đến để tỏa sáng cũng chưa muộn. Dưới đây là cách giúp tuổi Dậu hóa giải xui xẻo năm 2023 theo từng phương diện. Về công việc, không nên mở mang thêm công việc, đồng thời tránh đơn độc đảm nhận nhiệm vụ nào đó. Rất có thể sẽ đổ bể giữa chừng vì tiểu nhân chơi xấu. Cần chú trọng nâng cao đời sống tinh thần hơn là vật chất, nên dành thời gian nhiều hơn để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tránh để bản thân bị cuốn vào guồng quay áp lực của công việc, cuộc sống. Nếu có thể hãy tham gia một khóa thiền để học cách giữ tâm trí bình an, thông tuệ khi phải ứng phó với tình huống cấp bách nào đó. Về tiền bạc, hạn chế hùn hạp làm ăn hay ủy quyền cho người khác, tránh bị lừa đảo khiến tiền mất tật mang. Trong năm có thể sử dụng vật phẩm phong thủy, cốc ba chân ngậm tiền hay bát tụ bảo, chậu tụ bảo để hút thêm tài khí, tháo gỡ khó khăn tài chính ở từng thời điểm. Về tình cảm, thay đổi bản thân trước khi muốn người khác phải thay đổi, đó là chìa khóa giúp bạn thoát ra khỏi những mâu thuẫn hay xung đột về mặt tình cảm. Trong nhà có thể treo thêm tranh hoa mẫu đơn hoặc tranh đào hoa để kích hoạt nhân duyên. Về sức khỏe, giải tỏa vấn đề tâm lý là cốt lõi của một sức khỏe cường tráng. Ngoài ra đương số nên hạn chế thức khuya và ăn nhiều thịt động vật. Với những ai mong muốn có con, có thể bày thêm biểu tượng voi phong thủy trong phòng ngủ để dễ dàng thu hút cát khí. Nhằm giúp tuổi Dậu chủ động triển khai các kế hoạch quan trọng trong năm 2023, Lộc Phát Tử Vi đưa ra những dự báo tổng quan cho đầy đủ 12 tháng trong năm theo lịch âm. Bạn nên tham khảo để đón đầu may mắn. Tử vi tháng 1 âm lịch.
việc làm ăn tiến triển đều đều, gặp khó khăn có người giúp đỡ, nhưng tài lộc gặp khó, chi nhiều hơn thu, khó tích lũy. Tử vi tháng 2 âm lịch, cục diện tương xung khiến tuổi Dậu bất ổn tâm lý, gia đạo có phần lục đục, tiền bạc kiếm được nhưng tiêu cũng hết, có tiểu nhân hãm hại sau lưng. Tử vi tháng 3 âm lịch, cẩn thận kẻo mất lòng người khác, khó khăn hơn trên con đường thăng tiến. Ký tá giấy tờ có thể gặp trục trặc, có thể cân nhắc hoãn ký hợp đồng làm ăn quan trọng sang thời điểm khác. Tử vi tháng 4 âm lịch, công việc hành thông, mưu sự lớn nhỏ dễ thành, có sự thăng tiến rõ rệt do được quý nhân tam hợp nâng đỡ. Tử vi tháng 5 âm lịch, xem tử vi tuổi Dậu năm 2023, tháng này vận khí bất ổn, dễ gây tranh chấp trong việc làm ăn. Cẩn thận khi đầu tư, nên tránh xa các hình thức đầu cơ ngắn hạn. Tử vi tháng 6 âm lịch, được ngũ hành lưu nguyệt tương sinh, sức khỏe dồi dào, tinh thần phấn chấn. Một số cặp đôi đón tin vui về chuyện con cái. Tử vi tháng 7 âm lịch, kim khí vượng báo hiệu, tài lộc khởi sắc, kinh doanh buôn bán có lộc, tuy nhiên cần đề phòng các bệnh về hô hấp hoặc suy nhược cơ thể. Tử vi tháng 8 âm lịch, cục diện tương xung kéo theo nhiều chuyện phiền phức, sức khỏe giảm sút nên dành thời gian nghỉ ngơi, du lịch đâu đó để giải tỏa căng thẳng mệt mỏi. Tử vi tháng 9 âm lịch, có quý nhân giúp tháo gỡ vấn đề tài chính, có thể mở rộng hạng mục làm ăn, dễ thu hồi vốn, đi lại cẩn thận, đề phòng tai nạn sông nước. Tử vi tháng 10 âm lịch, chi tiêu mua sắm nhiều khiến tiền bạc hư hao, công việc tiến triển tốt, ký kết hợp đồng thuận lợi, ốm đau dễ gặp thầy gặp thuốc. Tử vi tháng 11 âm lịch, gia đình có sự dịch chuyển chỗ ở hoặc sửa sang nhỏ, đường số tốn kém không ít tiền bạc cho sự thay đổi này. Tử vi tháng 12 âm lịch, tam hợp cục mang tới vận khí cát lành, tháng cuối cùng của năm cũng là tháng tuổi Dậu thu hoạch nhiều tiền của. Lương thưởng tăng, các nguồn thu phụ dồi dào, tiền bạc tiêu pha không phải nghĩ ngợi. Và bây giờ là vận trình tử vi tuổi Dậu theo từng năm sinh trong năm Quý Mão 2023. Đầu tiên, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Với tuổi Kỷ Dậu, năm 2023 được coi là thời gian có nhiều bước chuyển ngoặt quan trọng với bản mệnh. Nghiệp lớn dễ thành, giúp con giáp này bước lên một tầm cao mới. Những người tuổi Kỷ Dậu đều là những người có đầu óc tính toán, cẩn thận, cần mẫn và chắc chắn. Họ thường có thể đạt được ước mơ của mình thông qua nỗ lực của bản thân. Đặc biệt người tuổi này tài năng nhưng lại không thích phô trương. Chỉ tới một thời điểm nhất định nào đó bạn mới thấy họ tỏa sáng. Kỷ Dậu sống chân thành và cũng được nhận lại những điều tốt đẹp. Có thể nói họ là điển hình của những người chỉ cần sống tốt, trời xanh tự khắc có an bài. So với những con giáp khác, tuổi này là những người can đảm và tháo vát. Ăn ở thì có phúc có phần, nên làm việc gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Họ không mưu cầu giàu sang phú quý, họ chỉ mong được bình yên sống hạnh phúc. Nhưng những thứ họ nhận thì ngoài sức mong đợi. Có thể người tuổi này tuy không được may mắn bằng người khác, nhưng họ thường dựa vào bản lĩnh trời ban để tự xây dựng phú quý. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Sửu nếu không trở thành đại gia thì cũng là người có của ăn của để. Hơn nữa, tuổi Kỷ Dậu còn nổi tiếng vì tính tình hào hiệp, rộng rãi và ngay thẳng. Đối với họ, năng lực chính là ngôn ngữ thuyết phục mạnh mẽ nhất, kể cả người khác có ngờ vực về họ. Họ cũng không giải thích, thay vào đó là sẽ dùng những hành động thiết thực để chứng minh năng lực của mình. Năm 2023 này, tuổi Kỷ Dậu sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, vì họ làm mọi việc bằng trái tim và thái độ tích cực nên năm nay sẽ gặt hái được nhiều thành công đáng mong đợi. Nếu biết nắm bắt thời cơ, tuổi Kỷ Dậu sẽ đổi đời trong năm nay là điều chắc chắn xảy ra. Đặc biệt thái độ khiêm tốn, biết người biết ta của con giáp này giúp họ sẽ có quý nhân chiếu cố, có khả năng được thăng chức tăng lương, mở ra một cuộc sống mới với nhiều thành công hơn. Con giáp này được cho là sẽ có những bứt phá mạnh mẽ hơn bao giờ hết và gần như mọi dự định của họ sẽ đều được hiện thực hóa. Trong sự nghiệp, tuổi Kỷ Dậu sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ, do đó tình hình tài chính của họ được cho là sẽ rất khả quan. Với sự thông minh, nhanh nhạy của mình, lại được thần tài hỗ trợ, tuổi Kỷ Dậu chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực làm việc là sẽ không có gì cần phải lo lắng cả. Cuộc sống sang giàu nhung lụa là điều bạn hoàn toàn đạt được trong giai đoạn này. Nguồn thu nhập không chỉ đến từ công việc chính mà còn nhờ các khoản thu ngoài lề. Khả năng thăng quan tiến chức, gia tăng lương bổng là vô cùng lớn. Mỗi tháng, chính tài lại giúp cho tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 giàu thêm một phần. Thứ hai,
tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Là một trong số những con giáp sở hữu IQ cực cao, những chú gà sinh năm 1981 biết tận dụng ưu thế để tạo ra cơ hội kiếm tiền cho chính mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Con giáp này tự tay quản lý tài chính và tận dụng những điều kiện thuận lợi xung quanh để gia tăng tài sản. Nhờ vậy mà đa phần người tuổi Tân Dậu có thể làm giàu, rủng rỉnh tiền bạc ngay trước khi bước sang tuổi trung niên. Một khi đã xác định đúng mục tiêu, người tuổi Tân Dậu cứ thế mà tiến thẳng, hệt như cỗ máy in tiền, làm tới đâu hưởng thành quả tới đó. Năm 2023 này vốn là một năm có nhiều thách thức với người tuổi Tân Dậu, song cơ hội để bản mệnh bứt phá số mệnh cũng không phải là ít. Nhìn chung khó khăn không lúc nào thiếu nhưng tuổi Tân Dậu vẫn có nhiều triển vọng để phát triển. Chỉ cần những người cầm tinh con giáp này không bỏ cuộc, tiếp tục kiên trì và nỗ lực thì nhất định sẽ gặt hái được thành công rực rỡ. Trời sinh những người tuổi này có được tầm nhìn xa trông rộng khi làm việc, không tham lợi trước mắt mà luôn cẩn thận, tỉ mỉ quan sát xung quanh, nhìn về lợi ích lâu dài, chờ đợi thời cơ tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. So với những con giáp khác, tuổi Tân Dậu thậm chí có tiềm năng làm giàu trong một sớm một chiều vì họ rất giỏi nắm bắt cơ hội, biết xông pha, tạo dựng quan hệ xung quanh tốt, nhờ vậy mà cũng có nhiều quý nhân xuất hiện chiếu cố. Tới năm 2023 này, những người tuổi Tân Dậu sẽ cảm nhận rõ vận may đang lội ngược dòng, bất kể làm việc gì cũng thuận lợi hành thông vào phút chót hoặc được quý nhân xuất hiện để giải vây kịp thời. Người tuổi Tân Dậu vốn tài giỏi thông minh, ngay khi gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, họ cũng sẽ tranh thủ để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn, một khi được cả thần tài và quý nhân chiếu cố. Sau bao vấp ngã thì cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng. Thời gian năm 2023, năm Quý Mão, công việc bất ngờ hanh thông, tài vận cũng khởi sắc lên từng ngày. Ai đầu tư kinh doanh thì sẽ kiếm được lời chút đỉnh, từ từ con số càng tăng lên nhiều hơn. Những người làm công ăn lương thì sẽ tạo dựng được niềm tin với cấp trên. Cứ tiếp tục nỗ lực cố gắng thì sẽ được thăng chức tăng lương trong vòng năm tới đây. Thứ ba, tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Là một trong những con giáp bùng nổ tài lộc vào năm 2023, vận khí của người tuổi Quý Dậu trong những tháng này rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ. Bạn vốn là người chăm chỉ kiên định, luôn có trách nhiệm với những quyết định của mình và nỗ lực không biết mệt mỏi. Tuy cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng và trải sẵn hoa hồng đối với tuổi Quý Dậu, nhưng bạn luôn không ngừng nỗ lực cố gắng, tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Sự thành công mà tuổi này có được không hề dễ dàng, thay vào đó bạn đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở, học được nhiều bài học xương máu mới có thể chạm tay vào ước mơ của mình. Trong cuộc sống, tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 cũng là những người không ngại đối mặt với gian nan, càng khó khăn họ sẽ càng mạnh mẽ hơn. Những thử thách trong đời sẽ giúp họ có được bàn đạp tốt để xây dựng cuộc sống thăng hoa vào sau này. Thời gian trước đó khó khăn thế nào không biết, nhưng khoảng năm 2023 này, cuộc sống của bạn cũng đang dần khởi sắc từng chút một. Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều đang chuyển biến tích cực. Theo đó, trong vòng 3 tháng đầu năm, tuổi Quý Dậu sẽ tìm được cơ hội tăng thêm thu nhập. Đối với những người làm công ăn lương thì có khả năng được thăng chức, tiền lương tăng gấp bội. Đặc biệt, đường tài vận của những người tuổi này đã có sự chuyển biến tích cực. Bạn sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt. Tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ. Chỉ cần biết vận dụng những gì mình được học, cộng với kinh nghiệm mà bản thân đã tích lũy sau nhiều lần thất bại, không khó để bạn giành lấy những gì xứng đáng với mình. 4. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Ở thời điểm hiện tại, đa phần bản mệnh đều đã có nền tảng sự nghiệp và kinh tế cơ bản, nhưng tham vọng to lớn đã khiến bạn vẫn muốn nỗ lực nhiều hơn, không chỉ cho bản thân mà còn vì để đảm bảo cuộc sống tốt đẹp cho người thân của mình. Năm 2023 sẽ mang tới cho bạn cơ hội để hoàn thành kế hoạch làm giàu, trở thành một vị đại gia thực thụ với cơ ngơi vững chắc. Cuộc sống của bạn nhờ vậy sẽ có sự thay đổi lớn, tuổi Đinh Dậu được thần tài yêu mến, chiếu cố, gặt hái được nhiều thành công vang dội. Nếu như bạn không thể trở thành người khiến thiên hạ ngưỡng mộ, thì cũng là người có tình tiền mỹ mãn, cuộc sống sung túc, đủ đầy, không thiếu thứ gì.